Chào các bạn, xin giới thiệu phương pháp dùng QuickTime Player để chỉnh sửa edit video đơn giản trên Mac. QuickTime Player được cài đi kèm sẵn trên tất cả hệ điều hành Mac. Để chỉnh sửa video trên Mac bằng QuickTime rất đơn giản, các bạn chọn danh sách video, ví dụ mở bất kỳ video nào đó lên bằng QuickTime. Khi mở một video lên bằng QuickTime thì các bạn kéo thả video khác vào lên trên đè trên video đó, như các bạn thấy mình làm đây. Đây thì mình có thể nối nhiều cái video lại với nhau bằng QuickTime. Khi theo thả vào, các bạn thấy mình đây, mình có một clip, 2, 3, 4 clip. Mình có thể sắp xếp lại vị trí của các clip này và mình có thể trim, tức là cắt gọn cái clip, từng clip ở trong cái video lớn. Ví dụ mình sẽ trim cái video này, edit, trim. Mình sẽ cắt đầu này và cắt đầu này, chọn trim. Sau khi trim xong thì cái video nhỏ trong cái video lớn này nó đã được cắt gọn. Và như mình nói lúc nãy, mình có thể sắp xếp vị trí thứ tự. Sau đó thì các bạn chỉ việc nhấn nút lưu hoặc là export, ví dụ như export ra 1080 hay là các cái kích cỡ video mà các bạn cần sử dụng. QuickTime. Và nhấn nút lưu, vậy là xong. Cảm ơn các bạn.